Hôm nay 13 tháng 5, Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Minh, 24 tuổi ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 12 tháng 5, tại xã Chí Quả, huyện Thuận Thành, Công an huyện Thuận Thành đã phá chuyên án bắt quả tang Lê Đình Minh đang có hành vi mua bán trái phép 75 viên nén methamphetamine có khối lượng 7,2712 gram. Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận mua số ma túy tổng hợp trên tại tỉnh Thanh Hóa mang về Bắc Ninh bán kiếm lời. Khi đang đi giao hàng tại khu vực xã Chí Quả thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.